Tiến Minh Dương chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái bài kiểm tra ECM nó chết do đứt cầu trì ha. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ nói về ban bệnh như trước ha. Ban bệnh này thì con xe này hiện tại chúng ta mở khóa điện lên. Cứ mở khóa lên là nó đứt cầu trì tổng nha, cầu trì tổng này. Đấy là nó hay bị đứt này. Rồi vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta biết được là nó đứt do đường điện hay là đứt do ECM? Thì đầu tiên mình hướng dẫn anh em cách làm đó là gì? Muốn biết do đường điện hay là do ECM thì chúng ta hãy rút con giò đè ra. Thì trên xe này có giò đè này, đúng không ạ? Rồi mình sẽ tìm con giò đè rút ra. Rồi. Và lúc chúng ta rút ra ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cây bút nha. Cây đèn thử á, chúng ta kẹp vào cọc dương bình. Chúng ta đo cho Tiến cái dây đỏ trắng này này. Đó, nếu mà đèn sáng thì là bị chạm trong ECM. Còn nếu đèn không sáng thì là bị chạm vào đường dây điện ha. Đó. Thì hiện tại bây giờ Tiến đo dây đỏ vàng từ chân ECM đi về đây thì đã có dấu hiệu bị chạm. Và bây giờ rút cái dây nguồn này cho anh. Rút dây nguồn ECM ra. Rút ra. Rồi, và khi ta rút dây nguồn ra thì đèn tắt. Được chưa? Như vậy thì chứng tỏ là nó đã bị chạm trong ECM. Rồi, bước tiếp theo, cách kiểm tra tiếp theo để khẳng định ECM chết. Thì chúng ta sẽ cắm dây nguồn vào. Cắm dây nguồn vào, rút đây dây 3 pha ra. Rồi, lúc này đo vào 3 dây 3 pha lần lượt. Đo vào 3 dây 3 pha lần lượt. Nếu bóng đèn sáng là ECM đã hỏng 100%. Còn nếu đèn không sáng thì có nghĩa là ECM nó chỉ hỏng một mạch nào đó, tức là một phần nào của ECM thôi. Rồi, bây giờ chúng ta đo đây ạ. Đó, cả 3 dây, cả 3 chân. Đấy, cả 3 chân cùng sáng. Như vậy, chúng ta đã có thể kết luận hoàn toàn là ECM này đã bị dính mạch, chạm từ dây xanh này thông sang 4 dây này luôn nha. Rút ra em. Lúc này chúng ta không cần mở khóa nha. Đây, cầm đấy. Thì bây giờ anh em nhìn đây, bên trái của chúng ta, phần hai rắc này là mát. Chân thứ hai là dương nguồn sau giờ le để mở khóa mới có. Bây giờ nó chạm luôn. Rồi, và 3 dây này 3 dây 3 pha. Thì các anh em đo này, chúng ta đo dây mát cùng 3 dây là giờ đã chạm cả 3. Thì chứng tỏ là ECM này đã hư rồi. Rồi, và nguyên nhân hư. Thứ nhất là do cái bộ phận CKB, à xin lỗi, cái bộ phận 3 pha nó đang bị bẩn, bị chạm ở trong mâm, hoặc là 3 dây này đã có cái tuổi thọ bị om dây. Thì anh em lưu ý là những cái trường hợp này là hay gây ra làm chết ECM. Hoặc là trong quá trình anh em đo, nếu anh em đo mà chúng ta rút cái mâm 3 pha ra mà chúng ta sơ ý, chúng ta đo để khi bấm đề nha, mà chúng ta để chạm 2 dây hoặc 3 dây 3 pha chạm vào nhau bất kỳ thôi, bóp phanh bấm đề, thì nó sẽ cũng dẫn đến chết ECM nha. Đấy, cho nên anh em lưu ý ha. Khi mà đo, ví dụ chúng ta lưu ý là, ví dụ chúng ta đo, chúng ta cố gắng hết sức đo cẩn thận, đo lần lượt từng que vào đây, chứ không nên để vô tình chạm nha, vô tình chạm vào đây rất là nguy hiểm anh em ha. Đó, anh em thấy nè, nó chạm trong này mà giờ mạch nó nhảy luôn này. Đó, thấy không ạ? Nó bị chạm rồi ha. Đúng nguyên tắc là không có điện đâu, còn bây giờ nó chạm nó có điện luôn này. Ok ha. Rồi, đó là cái trường hợp mà chúng ta muốn kiểm tra ECM hay đứt cầu trì. Thì đó là cách chúng ta làm, ngắn gọn, nhanh gọn lẹ ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng đồng hồ đo đa năng á. Chúng ta có thể đo hai dây này, đo thông mạch với nhau. Đó, đo hai dây thông mạch với nhau. Và khi đo hai dây thông mạch với nhau mà đồng hồ báo thông liên tục, không ngắt, không ngừng, thì đó là cũng là ECM chết ha. Rồi bây giờ chúng ta rút giờ le ra, rút giờ le đều ra rồi. Rút giờ le đều. Bây giờ chúng ta cắm vào lại này. Thì chúng ta coi là hiện tại thì xe, khi mà ta rút cái thằng giờ le đều ra, ta mở khóa lên thì bơm xăng vẫn hoạt động. Thì đây IC này hoàn toàn có thể sửa chữa được ha. Rồi mở khóa lên. Đó, ECM này hoàn toàn có thể sửa chữa được. Ok chưa? Rồi tắt khóa. Mở. Ok. Đó thì con này nó chỉ chết mạch đè thôi. Và chúng ta kiểm tra cái cơ cấu chấp hành của giờ le đè này. Chúng ta đo vào dây vàng này. Thì dây vàng là dây ECM dập mát cho giờ le đè. Thì chúng ta bấm bóp phanh bấm đè thì ECM nó vẫn xuất ra ha. Bấm đè. Đúng rồi. Đó, thì chứng tỏ là con ECM này hoàn toàn có thể sửa chữa lại được. Và con ECM này nó chỉ chết cái mạch đè mà thôi anh em ha. Rồi, thì cái khóa học sắp tới đây được khai giảng vào ngày 17 tháng 5 sẽ có lớp
học sửa chữa e xe. Nếu anh em nào quan tâm thì anh em hãy nhắn tin vào Zalo cho mình. Mình sẽ tư vấn cho anh em cái quy trình học sửa chữa e xe này ha. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ha.